Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục làm clip để chia sẻ với các bạn về cách mình chọn cái vật liệu lọc cho cái hồ cá rồng của mình. Như các bạn đã biết thì clip trước á, mình đã nói về cái hồ, cách mình vệ sinh và ngâm nước muối trong cái hồ của mình. Thì các bạn thấy nước của mình đang đục không là do mình bỏ cái chuối, các bạn. Trong cái chuối nó có cái mũi chuối ra để nó tiết với nó tiết ra cái chất để nó hút những cái độc tố trong cái scale cũng như là trong đường ống silicon của chúng ta đó. Thì nước họ đục thì chúng ta ngâm khoảng 1 đến 2 ngày thì chúng ta thấy nước cái vệ sinh hồ là thì ok thôi. Rồi chúng ta quay lại với vấn đề chính là cái vật liệu lọc cho cái hồ cá rồng của mình. Thì cái đầu tiên mình muốn chia sẻ đó các bạn là mình sử dụng cái Zimax. Zimax thì trên thị trường có cũng rất là nhiều loại các bạn. Zimax của Mountain Tree và Zimax của những cái hãng khác có loại không keo và loại có keo. Thì theo mình khi các bạn là chúng ta nên sử dụng cái loại Zimax mà không keo các bạn thì nó sẽ tốt hơn cho chúng ta đó. Mình đang mua bữa mình mua một mét vuông các bạn, một mét vuông của Zimax là mình mua là 800.000 các bạn. Mình mua cái này một mét rưỡi là mình gì mình cắt ra để mình vỡ cái ngăn lọc đầu tiên là ngăn thô, và tiếp theo là mình rải những tấm ở dưới mỗi ngăn ở dưới. Tiếp theo cái ngăn cái thứ hai là mình bỏ hạt canet vô các bạn, hạt canet nè đó. Mình mua canet này mình mua 1 kg thôi, mua 1 kg đó là giá lúc mình mua 1 kg đó là 100.000 các bạn. Mình chia sẻ review thêm các bạn cái hạt canet. Hạt canet thì nó có những cái hình dáng kích thước khác nhau, tuy nhiên kích thước của mỗi loại nó mới quyết định đến hiệu quả sử dụng của chúng. Cái kích thước mà hạt canet càng nhỏ thì cái diện tích bề mặt của chúng càng lớn trong cùng một thể tích. Mà các bạn biết đó, khi diện tích bề mặt càng lớn đồng nghĩa với việc vi sinh bám dính càng cao. Diện tích bề mặt chính là cái nơi mà trú ẩn của vi sinh các bạn. Thì khi mà vi sinh nó phát triển mạnh thì cái việc xử lý nước chúng ta càng hiệu quả, chất lượng nước chúng ta càng tốt hơn. Hạt canet được chúng ta cố gắng chúng ta làm sao hạt canet đó nó nổi lơ lửng trong nước thì nó mới có cái giá trị sử dụng. Nếu như ví dụ như chúng ta đảo hạt canet nó không đều mà chúng chỉ chìm không á thì chúng cũng giống như những các loại lọc tinh khác thôi, thì giá trị của sử dụng nó không có cao và có thể nó gây nên những cái hiện tượng yếm khí thì không có lợi trong cái nguồn nước. Thì theo mình tìm hiểu trên mạng các bạn, một ký hạt canet này nó tương đương với là một ký hạt canet này các bạn, nó tương đương là bằng 10 ký san hô các bạn đó. Thì cho nên cái sử dụng hạt canet này cũng rất là hiệu quả, cho nên cái phương án đầu tiên là hợp lọc của mình luôn luôn có hạt canet này, mà chi phí giá thành nó cũng rất rẻ. Mình mua 1 ký chỉ có mấy chục ngàn thôi, mình bỏ vào cái ngăn thứ hai sau cái ngăn lọc thô, nó đảo canet nó tạo cái nơi trú ẩn trú ngụ của vi sinh rất là tốt. Đó là cái hạt canet, mình nói sơ hạt canet. Là cái ngăn tiếp theo để mình nói đến các bạn đó là sứ vuông. Đây các bạn, sứ vuông hay gọi là sứ tàu hũ á, sứ vuông tàu hũ đây các bạn. Mình mua một đây các bạn, sứ tàu hũ đây. Kích thước của nó là 10 x 10 x 5, chiều dài 10, chiều ngang 10, mà chiều cao của nó 5 cm. Mình mua một thùng này là mình mua lúc đó là 600.000 các bạn đó. Mình mua nguyên một thùng của nó các bạn đó. Một thùng sứ tàu hũ đây là một thùng nó là 600.000 đó. Thì cái sứ vuông tàu hũ này mình nói sơ với các bạn về cái sứ vuông tàu hũ này luôn. Nó thì nó được làm từ cái nguyên liệu chính của nó là nguyên liệu gốm, được làm từ nguyên liệu chính là từ gốm. Nó nung ở nhiệt độ là 1200 độ C các bạn. Cái độ xếp của nó là độ xốp nó khoảng 90%, được nung trong cái thời gian dài, cho nên cái cấu trúc bên trong sứ nó rỗng, nó giúp cho cái vi sinh có chỗ, những cái chỗ bám nhiều hơn, do thấm hút tốt á, nó giúp cho tốc độ bám dính của vi sinh có lợi, hiệu quả cao hơn so với các loại vật liệu thông thường khác theo mình biết. Thì công dụng của thằng sứ vuông này các bạn, theo mình tìm hiểu á, là nó khử thằng ammoniac nè, với nitrat trong hồ cá. Nó sứ vuông này nó có cái dạng này, sứ nó dạng trơ các bạn, nó dạng trơ cho nên nó không có nhả bất cứ chất gì ra trong nước mà gây cái hậu quả cho cái vấn đề này mà chúng ta chỉ số nước cả. Cái diện tích bề mặt lớn, nó làm nơi cư trú cho vi khuẩn có lợi cũng cao. Cấu trúc của cái cục sứ vuông này nó rỗng bên trong, và các hở rỗng này nó rộng lắm, nó liên kết với nhau, nó cho phép cái dòng nước chảy qua dễ dàng hơn, không bị tắc nghẽn, cải thiện chất lượng nước.
nó tăng cái khả năng xử lý nguồn nước của chúng ta các bạn. Đó là một mình mua một thùng, mà có thể là chắc thể có thể là sẽ thiếu, mình sẽ mua thêm một thùng nữa. Đây sứ vuông, mà theo mình tìm hiểu các bạn nên mua cái sứ vuông này cái nơi là uy tín các bạn, tại trên thị trường nó có một loại sứ vuông nhái nữa các bạn. Cái loại này là của thằng Battery House nè, còn nó có thị trường nó có một loại thằng sứ vuông cũng nhái nữa, nó nhìn nó không được trắng như thế này mà các lỗ li ti bên trong nó cũng không có được lỏng như thế này nè các bạn nha. Các bạn khi mua các bạn nên lựa cái cửa hàng nào uy tín cho bạn mua. Rồi tiếp theo cái bên trên cái ngăn của thằng sứ tàu hũ này là mình sử dụng 4 cái thùng Mountain Tree, bộ ba của Mountain Tree các bạn, gồm mini rin, đây là mini rin nè các bạn. Tiếp theo thứ hai nữa là đây là My Fun Rin nè các bạn, My Fun Rin. Tiếp theo thứ ba nữa là cái đây là Nitro Rin. Đó, thằng Nitro Rin này á là nó có tác dụng là nó khử cái N2NO3. Đó, còn thằng mini rin này nó sử dụng nó mục đích của nó là tạo cái nơi trú ngụ của vi sinh, và cũng là nó cân bằng của pH của chúng ta khoảng từ 7 đến 7.5. Đó, cái hồ lớn của nhà mình cũng vậy, mình cũng sử dụng cái bộ mini rin này rất là nhiều các bạn. Tại cái mini rin nó rất là hiệu quả, nó hiệu quả trong vấn đề mà cải thiện cái chất lượng nước cũng như nó khử cái NO2 NO3, và đồng thời là nó cân bằng cái pH là thằng mini rin này. Còn cái My Fun Rin này là nó khử được cái NO2 NO3 đi chat luôn, và đồng thời nó cũng là cái tạo cái nơi trú ngụ của vi sinh rất là phát triển rất là tốt. Mình mua 3 thùng, giá của mình mua một thùng nữa, ở mình mua cái cửa hàng này một thùng là 300.000, mình mua 3 thùng, mà ở nhà mình còn một thùng nữa, tức là mình sẽ dùng cho 4 thùng, sử dụng cho 4 thùng. Rồi tiếp theo cái mình review tiếp các bạn nữa, đó là sứ củ sen thế hệ 3 của thằng Mountain Tree. Cái vật liệu lọc của chúng ta bây giờ nó phát triển lắm các bạn, có nhiều cái mặt hàng, nhiều cái thương hiệu lắm các bạn, nhưng mà mình vẫn hiện tại mình vẫn đang tin dùng của thằng Mountain Tree, nó tương đối là tốt và hiệu quả. Mặc dầu cái giá thành hơi cao hơn những cái mặt hàng khác, thì các bạn biết đó, thì tiền nào của đó mà, thì chúng ta chơi theo cái kinh tế của mình, các bạn là có điều kiện thì các bạn có thể chơi những Magic hay gì đó thì có thể nó càng tốt hơn nữa. Còn mình vẫn tin tưởng thằng Mountain Tree, không phải là mình BE cho cái thằng Mountain Tree này, mình cũng tin cách là một người chơi thôi, mình thấy nó hiệu quả trong cái chất lượng nước của mình thì mình tiếp tục mình sử dụng nó. Đây Mountain Tree kích thước của nó là mình mua size lớn các bạn ha, Mountain Tree thế hệ 3, kích thước của nó là đây, thế hệ 3 các bạn, kích thước của nó là 25.8, nó cao 25 cm, mà chiều ngang của nó là 8 cm. Đó đây các bạn, mình mua một thùng này là không biết các bạn mua như thế nào biết, nhưng mà cái thùng này mình mua là một thùng này là mình mua 2 triệu nè bạn, 2 triệu một thùng này. Một thùng nó có đâu, một thùng nó có 12 viên các bạn, nó có giấy của hãng của Mountain Tree luôn các bạn. Đó, một thùng nó có 12 viên, đó là để mình review sơ các bạn. Đó, thanh cái nói đây các bạn, rất là to và rất là chắc chắn, cầm rất là thuận tay. Đó, mình chia sẻ thêm các bạn là khi chúng ta mua cái thằng này gì các bạn, chúng ta vệ sinh, chúng ta tháo cái bọc ni lông này ra, tháo lớp màng BE này ra, và trong đó chúng ta ở trong này nó có một cái, ở mình xé luôn các bạn cho các bạn xem ha, các bạn đợi mình chút xíu. Nó của hãng này làm rất là chắc chắn các bạn, mình xé cái bọc ra các bạn. Đó, xong rồi chúng ta rửa muối và trụng nước sơ, nước. Khi chúng ta sử dụng á, chúng ta đỡ nguyên cái tấm lưới này luôn các bạn, và đừng tháo ra. Và đồng thời cũng có nhiều anh em chơi á, có những người ta xé cái này bỏ ra, và cũng có những người anh em người ta đỡ luôn cái tấm này. Nhưng mà theo mình á, theo với quan niệm của mình á, các bạn nên xé cắt bỏ này ra. Tại sao các bạn? Tại cái này nó làm bằng chất liệu bằng giấy, vậy nó có in những cái màng mã vạch lên bằng mực in á, thì lâu ngày nó sẽ rẽ ra, chân mực nó sẽ không có tốt. Thế mình nghĩ thì các bạn đỡ nguyên cái tấm cái màng nhựa này, nhưng mà chúng ta cắt cái này đi. Một cái đặc biệt nữa là cái này chúng ta đừng có giục nha, nên giữ lại cái bịch nhỏ này các bạn. Cái bịch này á là mục đích là nó tạo ra cái vi sinh luôn các bạn nè. Bịch này trong cái mỗi củ nó có là một cái bịch này, chúng ta đừng có giục cái bịch này đi, chúng ta giữ cái bịch lại, nó tạo ra cái vi sinh các bạn. Đó là chúng ta để nguyên như vậy luôn. Chúng ta chỉ việc cắt cái này, chúng ta ngâm nước muối rửa sơ qua, rồi chúng ta xếp vô cái ngăn lọc của mình.
Ngăn lọc này mình sẽ để cho nó cái ngăn cuối là kề của máy bơm. Đó, mình nói sơ về cái thằng cái sứ cua sen này luôn các bạn ha. Cái sứ lọc cua sen thế hệ 3, nó kích thước của nó là nó cao 25 cm và ngang 8 cm. Mình mua một cái thanh này là 170 ngàn các bạn, 170 ngàn một thanh này các bạn. Cái nối tiếp với thành công của sứ ngó sen thế hệ 1, thế hệ 2 thì thế hệ 3 nó ra đời được là cái điều tất yếu thôi. Thằng sứ cua sen này nó cải thiện hơn, nó tiến hóa hơn về chất lượng cũng như là kích thước hình dáng, nó tối đa hóa không gian cho vi khuẩn nitrat hóa, cung cấp cái bề mặt á, khoảng là một cái khanh này nó cung cấp bề mặt khoảng 5-6 ngàn m2 trên 1 lít, rất tốt cho cái sự phát triển của cá và vi khuẩn, có hại có lợi cho nguồn nước, tỷ lệ hấp thụ của nước nó chiếm khoảng 80%, nó cung cấp các yếu tố chất khoáng phong phú. Nó khi mà chúng ta sử dụng cái thanh sứ á, chúng ta chỉ cắt bỏ cái phần logo này thôi các bạn nha, cắt bỏ phần logo thôi, còn tờ giấy của hãng lưới nhựa như là cái túi vi sinh nhân tạo là cái này nè các bạn, đó chúng ta giữ lại, chúng ta giữ lại để chúng ta rửa sạch và chúng ta rửa sơ qua, chúng ta ngâm muối càng tốt, rồi chúng ta xếp vào cái ngăn lọc. Cái ngăn này mình sẽ xếp vào cái ngăn kế của máy bơm đó. Một cái thanh này cái giá trị của nó mình mua là 170 ngàn các bạn. Đó là sứ cua sen thế hệ 3. Tiếp đến mình kể đến nó các bạn, nó là cái bông lọc, thì chắc chắn là các bạn đã sử dụng rồi, các bạn đã biết rồi cái bông lọc này các bạn. Bông lọc chắc chắn các bạn đã biết rồi, mình để sau cái nước xả xuống các bạn, mình để cái bông lọc này để nó giữ lại những cái chất cặn bãi li ti để cho cái nó tốt cái nguồn nước các bạn, nó không có cặn bẩn. Và mình sử dụng cái túi lọc của thằng chống tràn các bạn. Đó, mình mua một cái giống này nè, mình là 45 ngàn, nó chống tràn các bạn. Mình treo vào cái hệ thống thoát nước của mình, một cái bên thoát hút mặt, một cái hút đáy, treo như đây thôi. Đây là mình mua một cái 45 ngàn. Thì túi lọc với bông lọc mà để khi sau khi cái nguồn nước xuống đó. Còn tiếp đến đó là mình để đến G-Max, mình để cái ngăn này, cái ngăn đầu tiên các bạn. Đó, ngăn đầu tiên. Kế tiếp là cái ngăn của ngăn thứ hai là mình sẽ bỏ cái hạt canet, bỏ hạt canet vào đảo cái trong cái này, và chính giữa này là mình sẽ bỏ một cái đèn UV vào. Và tiếp theo cái ngăn thứ ba là tay của mình đang chỉ các bạn, là mình sẽ bỏ sứ vuông tàu hũ là lớp 2 thùng ở dưới, ở trên là mình sẽ bỏ cái bộ ba của Malinchi, là cái ngăn cuối cùng là mình bỏ cái thằng sứ cua sen thế hệ ba vào trong cái này, và cái ngăn cuối là máy bơm lên thôi các bạn. Đó thì cái hồ của mình thì hôm bữa mình cái review sơ các bạn á, là do mình đang bỏ cái muối vào các bạn, mình bỏ muối với là cái thân cây chuối vào cho nên nước nó hơi đục xíu, nhưng mà chúng ta cứ ngâm như vậy khoảng 2-3 ngày, chúng ta vớt cái xác của cây chuối ra, ta bỏ đi, là ta hút nước ra, rồi chúng ta cho nước vào, chúng ta vệ sinh sạch sẽ lại, là chúng ta tiến hành chạy lọc đó các bạn. Hôm nay là cái hôm thứ hai để mình ngày thứ hai rồi, và chiều mai thì mình sẽ tiến hành mình thay nước mà mình sắp vọt đi lọc và cho chạy lọc vào. Đó, cái clip hôm nay cũng mình muốn chia sẻ thêm với các bạn về việc mình sử dụng cái vọt đi lọc cho cái hồ của mình. Mình muốn chia sẻ thêm với các bạn. Thì thật ra thì thị trường nó có rất là nhiều loại cái vọt đi lọc để chúng ta set up cho cái hộp lọc của mình. Thì mỗi bạn có một điều kiện khác nhau, thì mỗi người có một kinh tế và cái sự yêu thích của mỗi hãng khác nhau nữa. Thì trên cương vị của mình là mình cảm thấy cái thằng Malinchi này nó cũng tốt, cho nên mình sử dụng cái thằng Malinchi. Thì các bạn có thể sử dụng những cái vật liệu lọc khác mà nó tốt hơn, hiệu quả hơn, mà giá thành nó thấp hơn, thì các bạn có thể comment thêm bên dưới trong phần bình luận của mình để mình biết thêm kinh nghiệm để mình sử dụng cho những cái hồ kế tiếp của mình các bạn ha. Đó, hồ của mình đây các bạn, xi mắt bộ ba Malinchi sứ vuông, sứ cua sen thế hệ 3. Đó, mình quay sơ cho các bạn cái hồ của mình ha. Đây các bạn, cái hồ lọc cái hồ bữa mình làm clip cho các bạn đó các bạn. Đó, hôm bữa mình làm clip cho các bạn cái con chiếc lông mà mình đang perm các bạn. Đó, các bạn thấy không các bạn? Mình perm bằng cái đèn đó. Mình perm bằng cái đèn
Double Win thôi các bạn. Đó, hợp lọc của mình. Nếu các bạn thấy không, hợp lọc mình cũng sử dụng cái thằng Z-Max như là bộ ba của Mountain Tree. Hợp lọc của mình đa phần là sử dụng cái bộ của bộ ba này. Mình thấy chất lượng nước rất là tốt rồi, rất hiệu quả. Các bạn thấy cái nước trong veo luôn các bạn. Đó. Cái hồ trong kia nhà mình như các bạn, mình cũng sử dụng cái thằng Mountain Tree rất là nhiều các bạn. Không, mình với tư cách là một người chơi đơn thuần thôi các bạn. Không phải là mình bị e cho cái sản phẩm của Mountain Tree này. Tại nhưng mà mình trước giờ mình chưa có trải nghiệm với những cái vật liệu lọc khác, cho nên mình không biết cái hiệu quả đến đâu. Nhưng mà mình sử dụng thằng Mountain Tree này, mình thấy chất lượng nước cái hồ của mình rất là tốt. Có thể là một tuần các bạn, nhiều khi mình bận việc một tuần hoặc là 10 ngày mình chưa thay nước luôn các bạn. Thường đúng theo mình thay nước theo cái lịch trình là một tuần mà thay một lần vào ngày Chủ Nhật. Tuy nhiên có những khi mình bận công việc mình chưa thay kịp các bạn, mình đỡ thêm mấy ngày nữa sau, hoặc là có những hôm mà trời mưa các bạn, nước nó rất lạnh á, mình không có thể thay nước á, mình đỡ khoảng 10 ngày, hơn 10 ngày luôn. Mà chất lượng nước nó nói chung là tương đối rất là trong, rất là tốt. Mình tin tưởng vào thằng Mountain Tree này. Cho nên mình cái hồ này mình tiếp tục sử dụng của Mountain Tree. Thì qua clip này mình muốn chia sẻ thêm với các bạn về cái vật liệu lọc mà mình dùng. Thì các bạn có comment thêm giúp mình những cái vật liệu lọc khác có thể mà tốt hơn, hiệu quả hơn, mà giá thành nó cũng rẻ hơn nữa, thì các bạn comment giúp mình để mình có thêm cái sự lựa chọn tốt hơn trong cái việc mà sử dụng vật liệu lọc, setup vật liệu lọc của hợp lọc của mình các bạn nha. Rồi clip cũng dài rồi, mình xin kết thúc clip tại đây. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở clip kế tiếp. Bye bye, xin chào các bạn.